Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức trong ngày hôm nay. Đài Loan cảnh báo nguy cơ lực lượng Trung Quốc bất ngờ áp sát. Lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan cảnh báo quân đội Trung Quốc trong năm nay có thể tìm lý do để bất ngờ áp sát hòn đảo. Trả lời câu hỏi của các nghị sĩ trong phiên họp nghị viện hôm nay, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Chiêu Quo Chen nói rằng quân đội Trung Quốc có thể tìm cớ để tiến vào khu vực 12 hải lý tính từ bờ biển Đài Loan. Theo ông Chiêu, BLA có thể đột ngột áp sát vùng tiếp giáp và tiến rất gần bờ biển Đài Loan trong bối cảnh hòn đảo tăng cường trao đổi quân sự với Mỹ. Tôi cho rằng điều đó có thể xảy ra trong năm nay, đồng nghĩa họ đang thực hiện công tác chuẩn bị, ông Chiêu nói. Họ sẽ sử dụng vũ lực nếu thực sự phải làm vậy. Đài Loan từng tuyên bố sẽ thực thi quyền tự vệ và phản kích nếu lực lượng Trung Quốc tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hòn đảo. Trung Quốc gần đây tăng cường hoạt động quân sự quanh Đài Loan, trong đó có việc triển khai chiến đấu cơ vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Tuy nhiên, Đài Loan chưa từng ghi nhận việc lực lượng Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp, cách bờ biển 24 hải lý. Lực lượng Đài Loan năm ngoái bắn hạ một máy bay không người lái dân sự đi vào vùng trời trên hòn đảo Tiền Tiêu mà họ kiểm soát ngoài khơi bờ biển Trung Quốc. Trung Quốc năm ngoái tổ chức các cuộc tập trận chưa từng có quanh đảo Đài Loan để phản ứng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Bắc Kinh dùng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Ông Chiêu cho rằng Trung Quốc đang tìm cớ để gây rắc rối, có thể liên quan việc quan chức cấp cao nước ngoài tới thăm hòn đảo. Theo ông, BLA đang triển khai khoảng 10 máy bay hoặc tàu đến các khu vực gần Đài Loan mỗi ngày. Một số tiêm kích thường xuyên vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Theo lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan, do đường trung tuyến trên eo biển gần như đã bị xóa nhòa, Đài Loan đã sẵn sàng nổ phát súng đầu tiên nếu các vật thể Trung Quốc như máy bay không người lái hoặc khí cầu xâm nhập. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan tuyên bố chỉ có người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Lực lượng Wagner giao kinh hoàng cho lính Ukraine ở Bakhmut. Những đợt xung kích liên tục, bất chấp sống chết, của các tay súng Wagner đang trở thành nỗi kinh hoàng của quân đội Ukraine cố thủ ở Bakhmut. Từ sườn đồi cách vị trí lực lượng Nga chưa đầy 1 km, các binh sĩ Ukraine vận hành máy bay không người lái UAV trinh sát phát hiện một hố cá nhân mới đào trong đêm ở khu vực phía tây bắc thành phố Bakhmut. Cạnh đó, ba tay súng Wagner bò qua vùng đất trống trải để thiết lập vị trí bắn, có khả năng là súng phóng lựu. Camera trên UAV Ukraine phóng to để quan sát chiến hào của Nga ngay phía sau. Những xác chết chồng chất lên nhau trong chiến hào Oleka SEE, quân nhân thuộc lữ đoàn số 3 Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut, cho hay. Trong khi đó, những gã này vẫn tiến về phía chúng tôi, thậm chí còn không mặc áo giáp chống đạn, anh nói, đề cập đến ba tay súng Wagner. Hãy khai quả ngay, anh hét lên với một người lính đang cầm khẩu súng phóng lựu MK19 do Mỹ sản xuất. Sau những tiếng lách cách, một loạt đạn từ khẩu súng phóng lựu bay về phía chiến hào phía Nga. Xong, Oleka SEE nói, ba tay súng này tiếp tục nối dài danh sách thương vong mà Wagner, nhóm được mô tả là lực lượng lính đánh thuê cho Nga, phải hứng chịu trên chiến trường Bakhmut suốt nhiều tháng qua. Các tiểu đoàn Wagner trở thành mũi tấn công chủ lực vào Bakhmut và thường xuyên đe dọa phòng tuyến của Ukraine vào thời điểm quân chính quy Nga đang củng cố lực lượng sau nhiều bước lùi liên tiếp trên chiến trường. Wagner được cho là đã huy động khoảng 50.000 tay súng cho chiến dịch tấn công Bakhmut, phần lớn trong số đó là các phạm nhân được tuyển mộ từ nhà tù Nga. Họ được cam kết ân xá sau khi hoàn thành hợp đồng tham chiến trong 6 tháng, nhưng cũng có thể bị chỉ huy xử tử ngay tại chỗ nếu rút lui hay đầu hàng, theo các tay súng Wagner bị Ukraine bắt làm tù binh. Với chính sách này, Wagner có thể tung ra lực lượng lớn áp đảo quân phòng thủ Ukraine, chấp nhận thương vong lớn để kiểm soát thêm vài trăm mét. Chiến thuật này đã cho phép Wagner ngày càng áp sát Bakhmut, với thương vong ước tính lên đến hàng chục nghìn người. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, quân đội chính quy Nga khó có thể chấp nhận mức độ thương vong như vậy. Hôm 5 tháng 3, lực lượng Wagner tiến về trung tâm Bakhmut từ phía đông và phía bắc, trong khi quân đội Ukraine rút lui về phía tây sông Bakhmutka chảy qua thành phố. Quân đội Ukraine vẫn kiên trì bảo vệ tuyến tiếp tế còn lại ở phía tây Bakhmut, với các cuộc giao tranh bằng pháo hạng nặng nổ ra trên khắp chiến tuyến. Ukraine cũng đã chịu thương vong nặng nề trong 8 tháng chiến đấu ở Bakhmut. Mất đi lượng binh sĩ đáng kể ở đây, khiến họ không thể tiến hành chiến dịch phản công mùa xuân như đã dự tính. Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đứng trước câu hỏi cần não liệu có nên rút quân khỏi thành phố miền đông này, đánh dấu cuộc rút lui lớn đầu tiên của Kiev từ mùa hè năm ngoái, hay không? Trung úy Petro Hovatenko, chỉ huy một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn số 3, cho biết có thời điểm Wagner tổ chức 18 đợt xung phong liên tiếp vào một chiến hào của họ tại Bakhmut trong 24 tiếng. Lính Wagner không được quyền rút lui. Cơ hội sống sót duy nhất của họ là tiếp tục tiến về phía trước, Hovatenko nói.
và chiến thuật đó thực sự hiệu quả. Rõ ràng, chúng tôi không thể làm như vậy, vì chúng tôi không có nhiều quân và mỗi tổn thất đều rất đau đớn. Một tay súng Wagner bị bắt ở Bakhmut nói rằng sau khi được tuyển mộ, anh ta tham gia khóa huấn luyện trong 3 tuần, và chỉ học một kỹ năng cơ bản là bò và tiến vào rừng, dấu hiệu cho thấy các chỉ huy không tin anh ta có thể sống sót sau đợt tấn công đầu tiên. Vào đêm 29 tháng 1, hai nhóm Wagner, mỗi nhóm gồm 5 tay súng và một chỉ huy, đều là cựu tù nhân, được lệnh tấn công một tiền đồn của Ukraine. Hai khẩu súng máy chỉ về phía chúng tôi, hạ gục những người ở phía trước, nhưng chỉ huy vẫn thúc giục chúng tôi, hãy tiếp tục bò về phía trước và cúi thật thấp, tay súng Wagner kể lại trong cuộc phỏng vấn hồi tuần trước. Người này cho biết 8 tay súng trong hai nhóm đã thiệt mạng, 4 người còn lại được lệnh bám trụ ở chiến hào. Anh ta chỉ được phép rút về phía sau vì bị thương ở cánh tay. Ngay cả với những người bị thương nặng, rút lui mà không được phép là điều cấm kỵ. Nếu bạn không xông lên và làm theo những gì được bảo, bạn sẽ bị trừ khử. Tất cả mọi người đều biết điều này, tay súng 48 tuổi nói. Tay súng này sau đó được đưa tới bệnh viện tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát, nơi một bác sĩ Wagner tuyên bố anh ta vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục chiến đấu. Anh ta được gửi trở lại tiền tuyến ở phía tây bắc Bakhmut cuối tháng trước. Trong 9 ngày trước khi bị bắt làm tù binh, tay súng này đã chứng kiến hàng trăm thành viên Wagner thiệt mạng. Chúng tôi dồn tất cả thi thể vào một chỗ nhưng không có thời gian xử lý, anh này cho hay. Tay súng Wagner này sau đó đi lạc trên chiến trường và đến đúng vị trí của một đơn vị quân đội Ukraine và bị bắt. Những người lính lữ đoàn số 3 Ukraine nói rằng thi thể của các tay súng Wagner nằm nguyên ở vùng đất trống trước vị trí phòng thủ của họ suốt 5 ngày mà không có ai tới thu thập. Wagner đã nới lỏng tiêu chuẩn tuyển mộ nghiêm ngặt một thời của mình khi xây dựng lực lượng mới phục vụ cho cuộc xung đột ở Ukraine. Sau chiến dịch phản công của quân đội Ukraine hồi năm ngoái khiến Nga hứng chịu tổn thất lớn về lực lượng, Yevgeny Prigozhin, ông trùm Wagner, đã được phép tuyển quân từ các nhà tù Nga. Theo Prigozhin, mục tiêu của Wagner không phải chiếm Bakhmut mà là nghiền nát quân đội Ukraine. Ở một mức độ nào đó, kế hoạch này đã phát huy hiệu quả. Ukraine đã dùng lượng lớn quân tinh nhuệ đến bảo vệ thành phố trong những tháng gần đây, và ngay cả khi Nga hứng chịu tỷ lệ thương vong lớn hơn, Kiev vẫn thất thế trước Moscow do lực lượng đối phương đông hơn. Nhiều binh sĩ tinh nhuệ, được đào tạo bài bản của Ukraine đã tử trận khi đối phó với chiến thuật sóng người của các tay súng vốn là tù nhân được huấn luyện qua loa. Tổn thất ở Bakhmut đang đe dọa khả năng tiến hành chiến dịch phản công của Ukraine vào mùa xuân. Chúng tôi đang sử dụng quá nhiều nguồn lực ở Bakhmut, điều mà chúng tôi sẽ rất cần để tạo nên một bước đột phá, Trung úy Hova tên cô lưu ý. Thương vong của Ukraine trên chiến trường đến nay vẫn luôn được giữ kín. Tuy nhiên, các sĩ quan từ một số lữ đoàn cho biết, họ đã bị tổn thất nặng nề ở Bakhmut trong những tháng gần đây. Tờ Bild của Đức dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tư lệnh quân đội Valery Zelensky đang xảy ra bất đồng vì quan điểm khác biệt hoàn toàn về Bakhmut. Trong khi ông Zelensky muốn giữ Bakhmut đến cùng, tướng Zelensky nhiều lần đề xuất rút quân khỏi đây để bảo tồn lực lượng. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Các binh sĩ Ukraine đang cố thủ ở Bakhmut cho rằng họ vẫn có thể cầm cự khi Prigozhin không thể tiếp tục tuyển mộ tù nhân cho Wagner và ngày càng thể hiện bất đồng với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Khi tranh cãi với Bộ Quốc phòng, Prigozhin đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh cho thấy thi thể các tay súng Wagner nằm la liệt trên chiến trường. Prigozhin cho rằng những tay súng này thiệt mạng vì không được quân đội Nga cung cấp đủ đạn dược cần thiết. Nếu lực lượng Wagner phải rút khỏi Bakhmut bây giờ, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ. Tình hình sẽ không có lợi cho toàn bộ đơn vị quân đội đang bảo vệ lợi ích của Nga, Prigozhin nói trong video được đăng trên mạng xã hội hôm 5 tháng 3. Những thông tin và hình ảnh mà Prigozhin công bố về tổn thất kinh hoàng của Wagner ở Bakhmut có thể khiến nhiều người lưỡng lự gia nhập nhóm. Theo giới quan sát, Wagner cũng sắp hết người. Họ không thể duy trì chiến thuật này mãi, Vladislav, đại đội trưởng thuộc lữ đoàn xung kích số 80 của Ukraine đang phòng thủ ở Bakhmut, nhấn mạnh. Mỹ nói chiến thắng ở Bakhmut không thay đổi cục diện cho Nga. Mỹ cho rằng Bakhmut chỉ mang tính biểu tượng và chiến thắng ở thành phố này không đồng nghĩa Nga giành lại thế chủ động trong cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng nó mang giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với phóng viên trong chuyến thăm Jordan hôm nay. Việc Bakhmut thất thủ không nhất thiết mang ý nghĩa Nga đã thay đổi cục diện cuộc chiến này. Tuy nhiên, ông Austin không dự đoán liệu Bakhmut có thể thất thủ hay không. Theo ông, sẽ là thất bại chiến lược nếu lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía tây Bakhmut. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp
để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Giới chuyên gia quân sự cho rằng Bakhmut chỉ mang tính biểu tượng từ khi Nga huy động nhiều lực lượng, trong đó có tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, nhằm kiểm soát thành phố hồi giữa năm ngoái. Moscow và Kiev đều chịu thiệt hại nặng sau 7 tháng giao tranh, trong đó nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận hàng loạt đơn vị thiện chiến nhất của nước này đã mất hoàn toàn sức chiến đấu trong quá trình bảo vệ Bakhmut. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Wagner, hôm 5 tháng 3 cũng cảnh báo chiến tuyến Nga có thể tan vỡ nếu lực lượng của ông thiếu đạn và phải rút khỏi Bakhmut. Các tay súng tập đoàn Wagner đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch tấn công Bakhmut. Sau khi Nga triển khai tới đây nhiều đơn vị dự bị, Wagner đạt một số bước tiến xung quanh vùng ngoại ô của thành phố và uy hiếp các tuyến tiếp tế của Ukraine. Tôi muốn nói rằng lực lượng Wagner hiệu quả hơn một chút so với lực lượng Nga. Phải nói rằng, chúng tôi chưa thấy hiệu suất mẫu mực từ lực lượng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói. Rick Austin hôm 3 tháng 3 thông báo họ đã bao vây gần như toàn bộ Bakhmut và quân đội Ukraine chỉ còn một tuyến đường để rút quân. Ông kêu gọi chính phủ Ukraine ra lệnh cho lực lượng cố thủ ở Bakhmut rút quân để bảo toàn mạng sống. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 5 tháng 3 cho hay các lực lượng nước này đang tham gia trận chiến đau đớn và khó khăn ở Donbass, trong đó có Bakhmut. Ông nói rằng binh sĩ Ukraine đã làm suy yếu, đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ đối phương và bảo vệ thành công nhiều thành phố. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Thống đốc Cộng hòa đoán ông Trump bị loại ở vòng sơ bộ. Thống đốc bang New Hampshire Sununu dự đoán ông Trump sẽ thất bại ở vòng bầu cử sơ bộ chọn đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024. Cựu tổng thống Trump rõ ràng đang gia nhập cuộc đua, nhưng ông ấy sẽ không thể trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa. Điều đó sẽ không xảy ra, thống đốc bang New Hampshire Sununu nói hôm 5 tháng 3. Ông Trump sẽ phải cạnh tranh với nhiều ứng viên tiềm năng khác của đảng Cộng hòa trong vòng bầu cử sơ bộ để chọn ra đại diện chính thức của đảng chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống 2024. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Rainer Merkel Danning tuần trước cho biết, bà hy vọng đảng này sẽ yêu cầu các ứng viên tham gia tranh cử phải ký cam kết ủng hộ người giành được tấm vé đại diện cho đảng ra tranh cử, bất kể người đó là ai. Khi được hỏi liệu bản thân có thoải mái ký cam kết đó, nếu ông Trump thành đại diện đảng Cộng hòa hay không, thống đốc Sununu khẳng định ông sẽ ủng hộ ứng viên của đảng, song nhấn mạnh ông không tin người đó có thể là Trump. Tôi cho rằng có rất nhiều cơ hội để mang lại điều mới mẻ cho đảng Cộng hòa, không phải một gương mặt cũ, không phải những lời than vãn về cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi. Chúng tôi đang thảo luận cho tương lai và đó là điều người Mỹ đang tìm kiếm, Sununu nói. Thống đốc bang New Hampshire chưa tuyên bố ra tranh cử năm 2024, song ông gần đây ám chỉ khả năng mình sẽ gia nhập cuộc đua của đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa đã có hai ứng viên tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 là cựu Tổng thống Trump và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ông Trump gần đây được đánh giá không còn vững ngôi vương của đảng Cộng hòa do vướng nhiều lùm xùm pháp lý và không còn được toàn bộ đảng này ủng hộ. Đảng Cộng hòa cũng nổi lên nhiều ứng viên triển vọng, nổi bật nhất là thống đốc Florida Ron DeSantis, người được coi là đại diện cho sức trẻ trong đảng. Báo Đức nói ông Zelensky bất đồng với quân đội về Bakhmut. Tờ Bill dẫn nguồn giấu tên nói rằng, nội bộ Ukraine chia rẽ vì ông Zelensky muốn giữ Bakhmut, còn tư lệnh quân đội nhiều lần đề xuất rút quân. Tờ Bill của Đức hôm nay dẫn các nguồn tin trong chính quyền Ukraine tiết lộ Tổng thống Volodymyr Zelensky và tư lệnh quân đội Valery Zelensky đang xảy ra bất đồng vì quan điểm khác biệt hoàn toàn về tình hình tại chảo lửa Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Tướng Zelensky đề xuất rút lực lượng Ukraine khỏi Bakhmut từ vài tuần trước, cho rằng thành phố có ít giá trị chiến lược và để mức đô thị này không tác động nhiều đến cục diện chiến trường. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cùng các quan chức trong chính phủ cho rằng cần cố thủ ở Bakhmut nhằm cầm chân và gây thiệt hại tối đa cho quân đội Nga, đồng thời ngăn những trận đánh tương tự tái diễn ở nơi khác. Giới chuyên gia quân sự cho rằng Bakhmut chỉ mang tính biểu tượng từ khi Nga huy động nhiều lực lượng, trong đó có tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, nhằm kiểm soát thành phố hồi giữa năm ngoái. Moscow và Kiev đều chịu thiệt hại nặng sau 7 tháng giao tranh, trong đó nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận hàng loạt đơn vị thiện chiến nhất của nước này đã mất hoàn toàn sức chiến đấu trong quá trình bảo vệ Bakhmut. Các nguồn tin trong quân đội Ukraine nói rằng, tướng Zelensky đang hướng đến mục tiêu đánh bại lực lượng Nga về lâu dài và tìm cách bảo tồn lực lượng hết mức có thể, dẫn đến tranh cãi với Tổng thống Zelensky về tình hình Bakhmut. Phần lớn quân nhân tại Bakhmut không hiểu vì sao họ vẫn phải giữ thành phố bằng mọi giá. Chiến lược ở đây là gì? Tại sao chúng ta phải bám trụ ở đó khi đối phương vây hãm đô thị? Một nhà phân tích giấu tên cho hay, không ít binh sĩ Ukraine cho rằng lệnh rút quân đáng lẽ phải được đưa ra từ lâu.
thảm họa sẽ xảy ra nếu chúng tôi bị bao vây hoàn toàn, một người cho hay. Một cố vấn giấu tên của quân đội Ukraine cho rằng lý do duy nhất lực lượng nước này cố thủ ở Bakhmut là thành phố đã trở thành cái bẫy với Nga trong giai đoạn đầu, khiến đối phương tổn thất lực lượng, xe tăng, thiết giáp cao hơn nhiều so với Ukraine. Nhưng tình hình đã thay đổi, binh sĩ Ukraine đáng lẽ phải rời đi từ 3 tuần trước, khi Nga chiếm làng Krasnaya Gora ở ngoại ô thành phố. Quyết định bám trụ Bakhmut là hợp lý, nhưng họ đã quá lạm dụng nó, cố vấn này nói. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin được báo Đức tiết lộ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.